đi về hết rồi. Trời ơi, mỗi người ôm một túi. Dạ, chưa về khỏe nha, có gì thì điện thoại cho em nha. Anh trai anh đứng ngoài vô đây uống nước anh. Dạ, cô Năm với cậu về khỏe nha, con cảm ơn cô Năm nha. Cô Năm cũng cắt ngũ chảo đem lên đó. Dạ, chào hết rồi con. Dạ, cậu về khỏe nha cậu. Để cho có cần con vàng không? Thôi lấy, chắc lấy vàng ra đi để sợ. Dạ. Sư đợi, sư có. Dạ, anh về luôn nha anh. Dạ, có gì điện thoại cho em để biết mừng. Cái này là uống đi nha. Dạ, tại vì nặng quá, nghe nói là nặng quá đó. Mời sư ra em. Rồi, cô có đem nước đây. Dạ, tới nhà con uống nước mát rồi. Ở dưới chùa mình đông hôn sư, đông sư thầy không? Nuôi trung cấp với lại cao đẳng. Dạ. Cũng sửa soạn sắp mở trường sơ cấp để cho chúng học. Dạ, là cho mấy Phật tử trong Phật tử học luôn. Không, người tu học không mà con ở các tỉnh về. Dạ. Hà Nội cũng có mà Hà Tĩnh cũng có, đâu cũng có hết. Dạ. Coi như là khắp mọi miền á. Dạ. Học là học bên đạo. Học bên đạo. Người tu mới học. Còn dân không vô trọng được. Chắc người nào uống vô trọng học chắc cũng được mà phải không sư? Cũng có. Không được. Tu trong hội đạo. Trong hội đạo. Dạ. Cái đó như truyền truyền đạo mà. Dạ. Ừ, có gì con không biết nói gì hơn, rồi con cũng chúc sư kỳ này uống. Còn dư hũ nào để riêng cho cô, riêng này có nhỏ cháu. Đặt thêm một hũ nữa hả con Năm? Thì có gì qua không, qua từng con Năm. Muốn lấy gì nó uống liền á. Dạ, còn dư để qua bên á. Trời ơi. Lấy liền giờ á. Ừ, tại vì bữa nay đi không được. Rất là nhiều. Nhưng mà hồi lúc trước lấy cái hũ mùng 1 luôn á. Ừ, cái để đi qua bên nè nó lên. Rồi cô về rồi chỉ nó tự ngay cho bến xe Tiền Giang nó có cái tiệm thuốc bắc nó liền được. Hồi xưa thì hóa. Tất nhiên là lấy để đây. Rồi lấy lấy. Có giấy tờ nó lên chú cũng chứ không phải giờ chở gì đâu. Không có chở to đưa thì nó lên tới ngày nha. Chú chú không dám nói. Dạ. Cho nên là cô bị tái trở lại. Có gì thắc mắc cứ liên hệ với Khánh Nguyễn giùm em ha. Dạ. Cho địa chỉ nó lên nó hay lắm. Nhỏ nó hay lắm. Chỉ hổm bà già bà cũng ngâm gì nè, cũng hủ 10 lít nè, bởi hôm tao cũng xin của ông Phong Nguyễn gì đó, ông chỉ tôi ngồi ngâm gì mà tao ngâm thì bấm cắt nghệ chống không thấy vàng cho rồi đó, cứ ngàn luôn lắm. Tự ngâm nó nhiều trường hợp tự ngâm uống nó không có hiệu quả nên là lúc này là tự làm hết. Rồi mới về mà mua bà mới về không ngâm mà thường, nếu mà rượu đúng độ đàng hoàng. Dạ, đi sau đi mấy cái dược liệu thuốc này nè, mình phải lấy đúng tuổi. Ừ. Đúng cái tuổi thuốc chứ không phải là mình muốn lấy sao không được. Có liều lượng đồ này. Dạ. Nhỏ cháu á nó coi công thức. Chứ còn như rượu mình uống thường bữa thì ngâm này đâu. Không không, rượu này là phải trên 50 độ. Rượu ở rượu ngâm là rượu 90 ngàn lít. Dạ, rượu này đang con đang ngâm là rượu 55 tới 57 độ á. Lúc trước là trên 45 độ. Nóng gì mới tan được cái thuốc, cái chất thuốc ở trong trong ra hết. Đặc biệt nữa là phải rượu cao độ mới ra chất, chứ hồi không ấy là thuốc của mình bị chua. Mình ngâm vô sẽ làm chua cái thuốc. Không đủ nồng độ. Dạ. Cũng như kiểu mà nấu mà nó canh mà nó chưa sôi với sôi rồi. Đó, vậy đó. Dạ. Rượu này lâu lâu lúc mà ngâm á, ngâm có quay lên hết à. Nên là không phải nhiều bà con nói á. Về tự ngâm mà uống không khỏi. Giờ lên đây ngâm con cũng ngâm giống vậy mà uống khỏi. Cái là nói Khánh Nguyễn là nó bỏ gì vô thêm á. Nói là không có bỏ gì đâu, con ngâm mà cái tâm quan trọng là cái rượu đúng đô hay không đô. Bao mà cô chỉ Phật tử. Dạ. Thì cô cũng chỉ liều lượng như vậy mà về Phật tử làm cũng được. Dạ. Tại vì ngâm rượu cho nên á mỗi người cái có cái khiếu làm chứ không phải mà ai cũng làm được. Dạ. Qua tay ha. Dạ, có cái tay. Để mình làm người ta phục dược cái bộ vậy. Dẫn nó lên đây hai lần rồi đó. Có người tự ngâm mà uống không có khỏi, uống là ba bốn hũ luôn không khỏi nữa. Mà lên trên đây vậy á, cũng lấy về hũ về mà uống lại khỏe hết liền. Ở cái anh ở ngoài Phú Yên đó con có quay lên luôn á.
Phú Yên mà lúc mà gửi về ngoại là ảnh tự ngâm, tại vì ngoài ngoại là sợ chuyển cái này đi không được nè, giờ người thân vô đây lấy về tự ngâm uống không có khỏe, dạng như là không có giảm gì nhiều. Xong mà ảnh cũng không có từ bỏ nha, ảnh cũng đi vô đây ôm hũ này về uống khỏe, mừng quá trời luôn. Xong rồi lần sau vô cảm ơn là ngoài Phú Yên luôn á. Dạ, con có quay lên hết luôn á, những trường hợp và thực tế không mà. Chú tự ngâm, chú bỏ bùi đó. Dạ, nhiều người nói là Khánh nó bỏ gì vô thêm. Mình nghe không bùa. Sao rượu chị cho em uống thì thêm nó ngon. Khác. Ngon mà tự ngâm lại hơi khác. Là mà sao lên đây nó khác. Có nhiều. Cái hoàn cảnh là cô Ngọc có đem cái đũa này theo. Nó không có như vợ. Đúng rồi. Theo cho có đem gửi chai á, cái hũ bằng sành hả chú? Dạ hũ nhựa thôi. Nhựa. Tại vì cái này mình ngâm tối đa 4 tháng tới 6 tháng, nếu mà trường hợp mà con nào mà kỹ nữa 6 tháng tối đa là mình chắc ra cho cái chai thủy tinh á, mình cất mình để dành. Tại vì nếu mà tại vì mình uống á, nãy em có nói mình uống nữa này nè, ở trên đây là cái xác nó trên đây là nó sẽ hút lên làm mất cái thuốc của mình. Nên là tối đa là 6 tháng, là lúc đó là 4 tháng thôi, là lúc đó là mấy cái chất thuốc nó bảo hòa rồi, hết ra được rồi. Nên mình để cũng không có tác dụng, nên mình chắc ra hết đi. Chắc ra hết cái chai thủy tinh thì mình đậy rồi bảo quản nó sẽ lâu hơn. Để ngoài thôi nha, không có cần bỏ tủ lạnh. Dạ. Thì chiếc ra chai để nắp kính này rồi. Dạ, để nắp kính là được rồi. Dạ, để càng lâu càng tốt không sao hết. Nếu có khả năng mua đại chục hũ gì để là 10 năm cũng được. Giống như dạ. Con muốn lấy một hũ luôn hả? Con tính gửi cho cô trai, cô về cô uống liền trước. Con đang sinh sống quá. Hồi nãy gặp cô ngồi nó thốn mà tưng cả tưng cái còn sống nữa. Chú đi vòng cái đường trong rồi biết bọc ra. Rồi trong nó còn dữ hơn nữa. Nó dằn quá trời dằn. Mấy lần mà con đi Thằng Phong mà đi quay ở dưới Mộc Quá đó, đi cái đường Mộc Quá mà đá sỏi đó, đi con đi con còn thốn mà nói làm chi. Cái hũ này con ngâm tới 2 phần nữa. Hình như là trong tổng còn không em? Dạ. Còn cái hũ ngày mùng 1 không? Mùng 1 vừa rồi à con. Hình như là lấy cái hũ của cô Vân ở bên Mỹ lấy cho cô này đi. Để có gì ngâm lại, mùng 8 ngâm lại. Đây ngâm này con cũng chọn ngày. Vậy chứ này, không phải ngày nào cũng ngâm. Cái hũ này ngâm được bao nhiêu để từng lễ chưa? Con mới ngâm đây hả? À, mới mùng 1 hả? Mới có mùng. Có hũ 5. có hũ 28 mà hũ 28 là có người trước hết rồi. Uống được phải không? Dạ. Vậy Khánh để cái hũ mùng 1 rồi để qua một bên cho cô đi nè. 2-3 tuần nữa là nhỏ kia nó lên. Dạ. Chị nó lên nó rinh gì. Vậy anh chút cái hũ này. Chị Vân đó. Chị Vân phẩm là. Dạ. Cái hũ này chút đem về là chị khoan uống cái nhỏ trước phải không? Dạ. Chai nhỏ là đặc biệt là chai nhỏ con em cũng lấy từ đây ra thôi nha. Nhưng mà con chia uống trước. Là cô như uống trước rồi hết đó là mới qua sang này. Dạ hết cái đó nhưng mà đợi cái này tới ngày. Uống mình uống từng lễ hết rồi này em uống liền đâu có tác dụng. Dạ, đúng tháng phải lên tháng. Nhưng mấy chưa ra. Dạ chào chị. Chị vô ngồi đây luôn chị. Chị Tiếp Vân nè. Hả chị uống hay uống quên rồi ta. Để càng lâu càng tốt à. Về cho má gửi về quê. Chị uống rồi khỏe ngon lành rồi hả? Khỏe chịu chưa? Biết sao về sao tự nhiên uống vô nó khó uống quá sao không nhát uống. Giờ không uống luôn. Không uống xong nó cách này. Mày liền uống lên một tuần nó đau quá chịu không nổi xong một tuần nay mới uống. Trời ơi con. Là muốn uống được cái chai nước suối á, rót ra chai nước suối được. Cái nó bị mới uống mà nó đau quá. Rồi hôm nay mới bắt đầu uống lại. Tài xế xe luôn. Sao nó khó uống mà uống cho nó nóng. Thì nó nóng nó mới hết trời. Rượu rồi phải khó uống, không quen rồi phải khó. Có người uống rồi nóng xong tự nhiên làm biến. Dạ là nó uống đậu, nó uống đậu. Nó uống đậu. Vô trong ngồi đi chị, vô trong ngồi đi. Chị ngồi bên cô, cái chị vô. Bác chị ngồi bên ghế đỏ kia đi. Ủa anh trai anh đâu rồi, anh hiền lắm. Em nhớ anh hiền anh vô. Vô ngồi anh uống nước anh ơi. Anh trai chồng của chị hiền lắm ngồi. Hai hũ không cô Năm? Hai
hũ đậu nè, hũ về lấy thuốc chú Khánh vào thuốc gì đó. Tại vì cái uống lần chờ thuốc này ra. Tại những cái chai nhỏ này nè cũng có bà con góp tiền vô à, nên dạ. Ra xong cái mình chiết ra thôi. Họ không có trường hợp mà chị Bảo Ngọc ở Hóc Môn. Chị uống chị đặt một hũ này nè. Xong rồi cái gửi cho chị con trai, chị về chị uống cái chai đó hết rồi, xong rồi chị mừng quá đó. Chị đem cái hũ đó lên chị gửi cho em là rót chia cho bà con luôn, giống như rót ra những chai nhỏ này nè. Có trường hợp vậy luôn á. Giờ ở bây giờ là có một người cô cũng ở Gò Vấp á, cổ cũng khỏe rồi, bây giờ cái hũ của cổ á, là ai có nhu cầu ở trên Gò Vấp cần á, qua nhà cổ chia luôn. Cổ cho lại chứ không phải là cổ chia để lấy tiền lại nha. Cần thì cứ liên hệ thôi, từ thiện lại ta hết bệnh mừng á. Dạ. Còn chị Vân vậy mà chị không chịu uống. Có thuốc mà không chịu uống rồi giờ nhất qua mới bắt đầu uống lại. Trời ơi. Kiểu như mới đầu về kêu uống tới ngày đó, xong mình uống sao vô nó nóng cầm cố quá sợ. Uống nó có ngồi làm không được luôn, đau quá. Cắn răng uống hen. Đi làm mà đem theo cái chai nước suối lăn một chai vậy. Dạ. Lên chợ trong sáng uống miếng xong tới trưa uống miếng luôn. Cô Năm tính ra lên cho con bây giờ chắc cũng cả chục lần rồi. Em đâu chị? Sao? Thôi giờ đứng lên hết rồi, đi về hết rồi. Đi về hết rồi. Trời ơi, mỗi người ôm một túi. Dạ, chưa về khỏe nha, có gì thì điện thoại cho em nha. Anh trai anh đứng ngoài vô đeo nước anh. Dạ. Cô Năm với cậu về khỏe nha. Con cảm ơn cô Năm nha. Cô Năm cũng cắt mũ chảo đem lên đó. Dạ. Dạ, cậu về khỏe nha cậu. Để cho có cần con vàng không? Thôi lấy vàng ra đi để sợ. Dạ. Sư đợi, sư có. Dạ anh về luôn nha anh. Dạ. Có gì điện thoại cho em để biết mừng. Cái này là uống nhiều. Dạ. Tại vì nặng quá, nghe nói là nặng quá đó. Dạ. Vậy là gì này uống luôn. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ, về cứ ấy ra mình nhớ mình đảo lên nha. Đảo lên cho đều xong mình lắc lên nắm lắc rồi. Dạ đúng rồi, lắc lên rồi mình rót ra. Dạ. Tại con tại em nghe nói nặng quá đó. Là cái lấy cái dự phòng mà để ấy ra đó. Dạ dạ. Giấy hoàng keo không? Anh chứ anh kẹp được mà hả? Được không sao. Dạ, em chút tới đèn xanh đèn đỏ anh dịnh vậy đó. Mà chứ sức khỏe nha. Dạ. Có gì hết bệnh cũng nhớ liên lạc với em nha, chứ hết bệnh xong cái bà con quên em luôn à. Hết bệnh xong cái quên à. Bệnh này không nhớ ha. Dạ, hết bệnh cái lo đi làm chứ không gì nữa con. Con cũng nói giỡn. Hết bệnh xong rồi lo đi làm để kiếm tiền nên là đâu có nhớ đâu. Đó, giờ cậu dán ở đây là ngon lành rồi nè. Về là ngon rồi. Dạ, cậu về khỏe nha cậu. Con cũng chúc cậu với gia đình lúc nào cũng mạnh khỏe. Uống thuốc rồi hộp thuốc sống khỏi bệnh nha. Cảm ơn. Dạ. Có gì cô Năm cho con biết thông tin để mừng nha cô Năm. Giờ cô quay lại đi, con để lên cho. Đây cô Năm được không? Cô Năm được không? Cái hả? À? Được không? Không được. Cô Năm vậy cô chạy quen rồi. Rồi cô về, cô Năm về khỏe nha. Đây. Vậy là 2-3 tuần nữa hắn tới nhà phải không? Dạ 3 tuần nữa, 2 tuần, tuần thứ 2 á. Dạ. Rồi thôi bây giờ bà con cũng đi về, Khánh cũng mừng quá mà cô bác ơi, bà con hầu như là khỏi bệnh không à. Thì một lần nữa thì Khánh cũng không biết nói gì hơn, cũng chúc con lúc nào cũng mạnh khỏe, bình an, công việc thuận lợi luôn. Thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là khép chương trình để vô trong tiếp những bà con trong đây tiếp theo ạ. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc
ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình